Cập nhật giá xe Toyota Hilux 2021 mới nhất cùng tin khuyến mãi, hình ảnh, thông số kỹ thuật cùng với giá lăn bánh Toyota Hilux 2.8G 4x4 AT, 2.4i 4x2 AT, 2.4G 4x4 MT. Xin chào các anh em, chào mừng các anh em đã trở lại với Thế Sơn Toyota trong phân khúc bán tải. Mẫu bán tải nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan Toyota Hilux phải cạnh tranh gay gắt với các mẫu xe đối thủ như Chevrolet Colorado, Nissan Navara, Ford Ranger hay Mitsubishi Triton, Mazda BT50. Những điểm cộng của Hilux giúp mẫu xe này ghi điểm với khách hàng Việt là động cơ bền bỉ, xuất xứ Nhật, nhập khẩu nguyên chiếc. Trong phân khúc bán tải tại nước ta, Toyota Hilux thực sự là một đối thủ đáng gờm. Giá xe Toyota Hilux 2021 giá bao nhiêu? Công ty ô tô Toyota Việt Nam TMV chính thức giới thiệu Toyota Hilux 2021 với những cải tiến vượt trội về mặt thiết kế, công nghệ an toàn, vận hành và tiện nghi với giá bán vô cùng hợp lý. Toyota Hilux mới sẽ chính thức có mặt tại các hệ thống đại lý của Toyota trên toàn quốc kể từ ngày 14 tháng 8 năm 2020. Chúng tôi xin gửi đến bạn đọc giá xe Toyota Hilux 2021 cập nhật mới như sau. Ngoại thất xe Toyota Hilux 2021. Thiết kế chung của Hilux khá là dễ nhìn, bề thế, vững chãi, đúng chất một chiếc bán tải. Phía dưới đầu xe có vẻ đẹp cơ bắp nhờ cản xe hình thang với đường bao quanh đậm chất hình học, kết hợp cùng với đèn sương mù hai bên ốp nhựa tăng thêm phần cứng cáp. Thiết kế thân xe giữa với các phiên bản không có sự khác biệt khi cùng sở hữu mâm hợp kim đúc 16 chấu đơn 17 inch và gương chiếu hậu ngoài mạ chrome, tích hợp đèn xi nhan có tính năng tự gập, chỉnh điện. Kích thước dài, rộng cao của cả 3 phiên bản Hilux là 5.330 x 1.855 x 1.815mm, cùng chiều dài cơ sở vẫn ở mức 3.085mm. Thiết kế đuôi xe Toyota Hilux đúng chuẩn một chiếc bán tải, vuông vức và gọn gàng. So với các đối thủ cùng phân khúc, thể tích thùng xe phía sau vẫn thuộc dạng rộng rãi bậc nhất. Do đó, người tiêu dùng có thể lựa chọn mẫu xe này để dùng vào việc chuyên chở hàng rất tiện lợi. Nội thất xe Toyota Hilux 2021. Hilux có không gian nội thất được đánh giá là đủ rộng để dùng, tuy nhiên phần trang bị tiện ích không được đánh giá cao. Với việc cập nhật thêm phiên bản mới trong tháng 7 năm 2018 và nhiều nâng cấp về trang bị, Hilux đã được lòng nhiều người tiêu dùng hơn. Một số trang bị nổi bật có thể kể đến trên phiên bản Toyota Hilux 2.4i gồm kết nối AUX, USB radio, đầu CD, 4 loa. Trên phiên bản Hilux 2.4G 4x4 MT cao cấp hơn, có thêm kết nối Bluetooth 2 loa. Trên phiên bản Hilux 2.8G 4x4 AT cao cấp nhất được bổ sung thêm màn hình đa chức năng 7 inch và đầu DVD. Điểm sáng trên phiên bản Hilux mới nhất là động cơ cải tiến khi hãng xe xứ Anh đào này đã giảm dung tích nhưng hiệu suất lại gia tăng đáng kể, từ đó giảm giá thành, kích cầu người tiêu dùng. Giá lăn bánh các phiên bản Toyota Hilux 2021, giá lăn bánh xe Toyota Hilux 2.4i 4x2 MT. Giá xe Toyota Hilux 2.4i 4x2 AT lăn bánh. Giá lăn bánh Toyota Hilux 2.4i 4x4 MT. Giá lăn bánh xe Hilux Adventure 2.8G 4x4 AT. Đây là giá tạm tính, hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để có giá tốt nhất nhé. Hy vọng những thông tin trên sẽ giúp các bạn có thêm thật nhiều kiến thức bổ ích về dòng xe Toyota. Nếu thích video này, hãy like và share với bạn bè.
Đừng quên nhấn subscribe để theo dõi những video mới nhất của Thế Sơn Toyota nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em trong video sắp tới nhé. Mười lý do nên chọn và mua xe tại Toyota Hiroshima Tân Cảng. 1. Chúng tôi là một trong những đại lý lớn nhất Việt Nam, tiềm lực tài chính mạnh với 100% vốn nước ngoài của tập đoàn Toyota Hiroshima Nhật Bản nên luôn có nhiều xe giao trong ngày. 2. Quanh năm luôn có khuyến mại giảm giá tốt thị trường. 3. Tặng nhiều phụ kiện cao cấp cho xe. 4. Toyota Hiroshima là đại lý có trang thiết bị hiện đại và tối tân từ Nhật, giúp khách hàng bảo trì bảo dưỡng và làm bảo hiểm xe nhanh chóng gọn nhẹ. 5. Hỗ trợ thủ tục ngân hàng lãi suất cực ưu đãi, thủ tục đơn giản và đảm bảo 100% được vay, kể cả khách hàng không chứng minh được thu nhập. 6. Hỗ trợ đăng ký và giao xe tận nơi. 7. Hỗ trợ khách hàng thủ tục kinh doanh Grab, Uber và taxi. 8. Chúng tôi luôn có các xe để mua cho khách hàng lái thử trải nghiệm trước khi mua xe. 9. Dịch vụ chăm sóc khách hàng được đánh giá tốt nhất Việt Nam, nhân viên chuyên nghiệp và tận tâm luôn được các chuyên gia Nhật Bản đào tạo. 10. Dịch vụ bảo dưỡng bảo hành số 1 tại thành phố Hồ Chí Minh với các chuyên gia và kỹ thuật viên người Nhật trực tiếp quản lý chiếc xe của bạn.